đang bước lên. Con phải tháo cặp ra con mới leo lên được nha không? Được không con? Bây giờ sao? Bây giờ con chuẩn bị đi học đúng không? Dạ, con đi học. Cô Tiên. Con nói với cô Tiên á hả? Con đi học, con có quen bạn chưa? Con đi học con thích không? Con thấy vui không? Có tô màu chấm được chơi gì nữa? Vậy hả? Có chơi cầu tuột không? Con thích hả? Vậy bây giờ mình let's go. Bước xuống lại là đợi nhà. Rồi đi. Trường học đó anh đâu chỉ nè, đi chỗ vô lớp ở đâu con? Đây nè, quẹo tay phải nè, chỗ chú đang đứng bỏ màu xanh nè. Đó. Rồi đi vô. Từ từ với anh. Đợi cô ra đón con. Từ từ con. Hi. Con rửa tay kìa. Con rửa tay mẹ. Bye bye. Bye bye. Chúc mẹ đón nha. Bye bye cô kìa bé anh. Đó. Yeah, thank you. Con bye bye cô đi bé anh. Bé anh. Bye bye cô. Bye bye. Đi ra lững thững không bye bye cô đi chơi một trận. Không có chơi với con. Sao vậy? Mẹ hết chơi với con rồi. Sắp kỳ rồi, bữa nay con chơi với bạn nào? Chơi kìa. Kìa bữa nay con chơi với bạn nào? Con có chơi bạn đó không? Không, con chơi với bạn JC. Chơi bạn JC. Bạn JC biết nói tiếng Việt không? Không. Ủa sao kỳ vậy? Chị biết nói tiếng giống như con à. Thì là nói tiếng Việt đó. Mẹ bạn bạn hồi nãy có. Đâu con để cái ba lô xuống cho mẹ coi trong đó có cái gì mà sao nặng quá vậy. Đây mẹ cầm cáo cho. Đi ra ngoài đây nè con. Còn thấy bông nữa. Lạnh không? Có lạnh không? Chắc cắm đầu á, cái ba lô nặng quá chắc cắm đầu quá mấy anh. Đi con. Con để cái gì trong ba lô mà nặng quá vậy bé anh?
đi về đi con ơi. Còn cái bông nữa. Đi về đi con. Đói bụng không? Con đói bụng không mấy anh? Mẹ Nghi chắc con cắm đầu xuống đúng không mấy anh à? Bye. Rồi đi về con ơi. Em đợi nhà kìa. Anh. Hả? Thì em đợi em để em chơi đó. Nhìn thấy xe chưa? Con để thức ăn trong cái ba lô hả? Cô kêu á hả? Rồi mang cho nặng vậy đó hả? Tao xe đâu chỉ mẹ coi. Không có bước xuống lề. No no. Tao xe đâu chỉ mẹ coi. Hả? Bên đó đó hả? Bây giờ bạn chơi với ai? Nhưng mà bạn đó hôm nay bạn đó chơi với ai? Cái bạn mà hôm bữa chơi cầu tuột á. Chơi với bạn trai hả? Không thèm chơi với con nữa hả? Thôi bữa sau mình đi học thì bạn chơi lại với mình nha. Xe tới xe chưa? Chỉ mẹ coi xe đâu. Ê từ từ nha con. Quá hả? Toàn con cởi ba lô ra, lên xe rồi cởi ba lô ra. Được không? Cởi được không? Trời ơi, còn đi hết bông nữa. Nặng quá chừng mà. Đây, bên đây mẹ tháo ra. Coi chừng rớt khẩu trang kìa, lên lượm khẩu trang. Bỏ treo lên lại. Khẩu trang trên đó kìa con. Hả? Ủa, nãy giờ ai là mình rớt vậy? Con chưa ai. Con nhóc con treo rồi đó. Thì con treo nhưng mà lúc con bước xuống nó làm rớt nữa. Chắc con treo cái móc bên kia đi mấy anh. Con đem qua cái móc bên kia kìa. Bên trên sau lưng ghế mẹ đó. Để cho nó đừng có bị rớt nữa con. No, treo cái móc đó. Cái móc sau lưng mẹ ngồi kìa. Giống như trang bên ghế bên này nè. Ôi mấy anh, treo cái tay con đó. Đó, ừ. Rồi con đem cái bên này con qua nó treo luôn đi. Nè, khẩu trang bên này nè. Còn cái nè. Ở trên. Nè, không. Khẩu trang màu hồng nè. Anh khẩu trang cầm nè, khẩu trang màu hồng nè. Trời trời, trần trần trước mặt nè. Kìa cái chỗ cái ghế nè. Cái ghế trước mặt con ngồi nè. Đây cái khẩu trang sợ sợ. Nó mà nó kiếm không ra thiệt tình luôn. No, con treo bên kia luôn. Không phải, treo chung cái chỗ cái khẩu trang nãy con treo đó mấy anh. Anh để chung cái chỗ nãy con treo. Ok, rồi leo lên ghế ngồi đàng hoàng cho mẹ. Bé anh rửa tay xong mới được ăn. Bé anh. Anh. No, bây giờ con leo lên ghế đi rồi mẹ đưa chai chiên thuốc sát trùng con rửa tay xong rồi con mới được ăn. Leo lên ghế ngồi đàng hoàng cho mẹ. Con lạnh không? Không lạnh luôn. Dạ bạn cũng ngồi ghế giống như con hả? Chứ sao nữa? Thì tại tụi con còn nhỏ thì con phải ngồi trong cái ghế này chứ đâu được ngồi cái ghế ngoài đâu con. Chừng nào con lớn thì con đủ tuổi con mới được ra ngoài đó con ngồi. Ủa nữa mẹ già lắm mẹ cũng ngồi ghế này không? Già vô đó ngồi làm gì? Già nữa mẹ. Ừ, ngồi ngoài chứ không vô đó. Chỉ có con nít bây giờ đang ngồi thôi ha. Nha. Rồi bây giờ đóng cửa ha. Dạ, đây chắc là đi ra nữa đâu. Đẩy vô nữa hả? Trời ơi, bắt tôi mình tay tôi cầm ba lô. Mình tay tôi cầm ấy, bắt tôi đẩy như nè. Rồi, cúp. Rồi nãy giờ bé đi, bé anh đi học xong bé anh thấy vui không? Vui. Giờ đi học xong ra đó bụng quá hả? Con đang ăn cái gì vậy? Mai ăn cháo con. Cho mẹ xem cái gì? Đi làm chút về mới cho mẹ biết hả? Rồi bây giờ con cũng làm cho mẹ giống vậy đó hả? Cho mẹ bất ngờ hả?
Rồi thí dụ mẹ không bất ngờ rồi sao? Thì thôi hả? Kỳ á, làm cho mẹ bất ngờ nghe không? Rồi bây giờ mình đi về ha.